giá vàng giảm sốc thấp nhất 9 tháng qua. Với các mức điều chỉnh mạnh trong tuần này, giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 9 tháng, trước áp lực từ sự gia tăng của đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ. Đầu giờ chiều nay, mùng 6 tháng 3, giá vàng SJC tại Hà Nội qua niêm yết một số doanh nghiệp vàng ở mức 55,05 triệu đồng một lượng mua vào và 55,55 triệu đồng một lượng bán ra đối với giao dịch bán lẻ và bán buôn. Các mức giá này tăng 100.000 đồng một lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng SJC qua niêm yết của một số doanh nghiệp ở mức 55,1 triệu đồng một lượng đến 55,6 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên, còn chiều bán ra tăng 100.000 đồng một lượng. Chốt phiên hôm qua, giá vàng SJC tại Hà Nội niêm yết ở mức 54,95 triệu đồng một lượng đến 55,5 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh chốt ở mức 55,1 triệu đồng một lượng đến 55,5 triệu đồng một lượng. Với các mức giá trên, vàng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới quy đổi trên 8,3 triệu đồng một lượng. Trên thế giới, chốt phiên cuối tuần, giá vàng giao ngay qua niêm yết của Kitco.com giao dịch ở mức 1.700,1 USD trên một ounce. Như vậy, sau khi lao dốc không phanh, giá vàng thế giới đã lấy lại được mốc tâm lý 1.700 USD trên một ounce. Tuy nhiên, với các mức điều chỉnh mạnh trong tuần này, giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 9 tháng, trước áp lực từ sự gia tăng của đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã vượt 1,5%, trong khi đồng USD chạm đỉnh 3 tháng. Lợi suất cao làm tăng chi phí cơ hội sở hữu vàng. Cùng với đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng trong tuần trước, sau khi những cơn bão tuyết đổ bộ hồi giữa tháng 2. Chuyên gia Adam Bouton, chiến lược gia tiền tệ chính tại forexfly.com cho hay lợi suất trái phiếu và đồng đô la Mỹ tăng cao hơn so với dự đoán với các thông tin về dữ liệu việc làm. Cả hai yếu tố đều tiêu cực đối với giá vàng. Trong bối cảnh đó, các quỹ đầu tư đua nhau bán vàng, dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới WEGC cho thấy lượng vàng nắm giữ tại các quỹ ETF vàng đã giảm 84,7 tấn, tương đương với 4,6 tỷ USD trong tháng 2. Câu hỏi mà giới đầu tư đặt ra hiện nay là liệu thị trường có bật lên khi ở trạng thái quá bán? Ole Hansen, người đứng đầu mảng chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo bày tỏ thái độ lạc quan về giá vàng trong ngắn hạn vì kỳ vọng thị trường sẽ giữ hỗ trợ ở mức thấp nhất trong 11 tháng gần đây. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng cuộc đấu tranh của vàng vẫn chưa kết thúc bởi giá vàng khó có khả năng bứt phá cho đến khi lợi suất và đồng đô la ổn định. Đó là những gì mà Fed hiện chưa hành động để kiểm soát. Vàng thậm chí còn gặp khó khăn hơn cho đến khi các điều kiện tài chính đạt đến mức buộc Fed phải phản ứng. Còn theo ông Colin Siazinski, trưởng chiến lược gia thị trường tại Sia Wealth Management, giá vàng sẽ tiếp tục gặp khó khăn cho đến khi lạm phát tăng lên mức không thể làm ngơ được nữa. Ông nói thêm rằng, ngoài vàng, các mặt hàng trên toàn cầu đang tăng giá và có thể chỉ là vấn đề thời gian trước khi lạm phát len lỏi vào thị trường tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác thu hút đầu tư nên các cụm công nghiệp nhà máy tại Hà Tĩnh liên tục mọc lên. Tuy nhiên, nhiều nhà máy khi đi vào hoạt động thì lại gặp phải không ít khó khăn khi mà tuyển dụng không đủ lao động, trong khi các đơn hàng thì ngày càng nhiều lên. Vâng, và việc thiếu hụt lao động nghiêm trọng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khi mà nhiều công nhân quyết định nghỉ việc, nhảy việc sang công ty mới mà lại không hề báo trước. Và điều này gây khó khăn không ít cho các doanh nghiệp trong việc chuẩn bị kế hoạch sản xuất. Ghi nhận ngay sau đây tại tỉnh Hà Tĩnh. Đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2020 với khoảng 1.000 công nhân. Đầu năm nay, đơn hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Havina Hồng Lĩnh tăng gấp 3 lần. Thế nên đầu tháng 1 năm 2021, công ty bắt đầu tuyển dụng thêm 1.500 công nhân. Nhưng hiện nay chỉ tuyển dụng được hơn 100 người, khiến kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp bị đình trệ. Với phía công ty thì bắt đầu triển khai kế hoạch tuyển dụng từ trước Tết âm lịch. Tuy nhiên thì đến hiện tại bây giờ thì số lượng tuyển dụng của công ty cũng đang rất là thấp so với nhu cầu tuyển dụng hiện nay. Hiện tại thì công ty mới tuyển được hơn 100 lao động so với con số 1.500, đang thiếu rất là nhiều. Trước Tết Nguyên đán, công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh có 300 công nhân. Thế nhưng sau Tết, nhiều người đã tự ý nghỉ việc, trong khi lượng đơn hàng của công ty tăng mạnh. Muốn kịp tiến độ giao hàng theo hợp đồng với đối tác, công ty đang tuyển dụng gần 100 lao động, thế nhưng việc này đang gặp nhiều khó khăn. Thực trạng ở địa phương này thì cái nguồn lao động thì rất dồi dào, nhưng mà để tuyển cho vào công ty làm việc thì chúng tôi có một lựa chọn là các bạn phải là tuổi đời còn trẻ,
bởi vì công việc của chúng tôi là làm cái hàng này là đòi hỏi là rất là có sự sáng tạo trong đó. Cho nên đến thời điểm này tuyển dụng lao động cũng đang tương đối gặp khó khăn. Thứ nhất là các bạn trẻ thì đang muốn để đi vào miền Nam làm thời gian chỉ đấy đã, xem tình hình nghe ngóng thế nào, sau đó mới quay trở về thì bắt đầu mới tuyển dụng, mới cố định được. Cho nên đến thời điểm này chúng tôi đang rất khó khăn. Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong công tác thu hút, tuyển dụng lao động, tỉnh Hà Tĩnh đã mở 2 sàn giao dịch việc làm trên địa bàn tỉnh, thu hút gần 3.000 doanh nghiệp tham gia. Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề, cung ứng lao động theo nhu cầu doanh nghiệp cũng đang được tỉnh Hà Tĩnh hết sức chú trọng. Tuy nhiên, phía doanh nghiệp cũng cần đưa ra nhiều điều khoản, chính sách hấp dẫn hơn. Về phía doanh nghiệp ấy, thì cũng cần phải làm rất rõ về khẳng định nhu cầu của nhu cầu, trình độ, điều kiện của người lao động. Thứ hai là cái chính sách về tiền lương, rồi cả phúc lợi xã hội đảm bảo cho người lao động đảm bảo người lao động có thu hút được người lao động để ngang hơn hoặc bằng ở cái doanh nghiệp khác trên địa bàn, thì để mình khi đó mới có cái thu hút được người lao động vào làm việc. Hiện các cụm công nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang cần tuyển dụng gần 3.500 lao động. Tình trạng người lao động nghỉ việc, chuyển việc sau Tết, đặc biệt với đội ngũ lao động có tay nghề, kỹ thuật cao, luôn là một bài toán khó đối với mỗi doanh nghiệp khi bắt tay vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất và kinh doanh ngay từ đầu năm. Vâng, và để có thể khắc phục được tình trạng này thì nhiều doanh nghiệp đã có những giải pháp nhằm giữ chân người lao động, tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty. Hy vọng đây có thể là gợi ý cho rất nhiều doanh nghiệp khác đang gặp phải tình trạng khan hiếm lao động sau dịp nghỉ Tết. Sau Tết, gần 96% công nhân của công ty này đã quay trở lại làm việc. Nhờ đảm bảo nguồn nhân lực, doanh nghiệp thực hiện kế hoạch sản xuất ngay từ những ngày đầu năm, đảm bảo cuộc sống ổn định cho gần 5.000 công nhân, người lao động. Chúng tôi nghĩ rằng để có được sự chuẩn bị tốt nhất sau Tết thì phải bắt đầu từ trước Tết. Chúng tôi đã có hoạt động giúp công nhân có cái Tết đầy đủ, xây dựng môi trường làm việc 3A, an toàn, an tâm và ấm áp. Trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo tăng lương như mọi năm với mức tăng trung bình hơn 8%. Còn tại doanh nghiệp này, nỗi lo thiếu lao động đã không còn khi công nhân, lao động đều quay trở lại làm việc. Năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh chịu tác động không nhỏ bởi đại dịch, nhưng doanh nghiệp tiết giảm các chi phí không cần thiết, mở rộng thị trường để đảm bảo tiền lương và thưởng Tết 2 tháng lương, động viên người lao động sau một năm đầy biến động. Mọi người phấn đấu đến đạt mức nào thì sẽ được thưởng theo mức đó. Bên này mà nó đánh giá theo cái năng lực làm việc, ví dụ như năm nay đề ra làm bao nhiêu phần trăm và tôi đạt được bao nhiêu phần trăm, hoặc là nếu vượt hơn thì sẽ được tương hưởng theo mức hưởng hơn. Riêng về vì chính sách của chúng tôi là ưu tiên người lao động hàng đầu, cho nên là tất cả các chính sách thậm chí còn phải hơn, thậm chí chúng tôi còn phải tăng hơn so với năm ngoái. Bởi vì sao? Bởi vì thu nhập của gia đình của họ cũng giảm đi do cái dịch bệnh ấy, thì chúng tôi cũng muốn là cán bộ nhân viên chúng tôi sẽ được tăng hơn để bù lại cái phần mà gia đình họ thiếu hụt. Theo thống kê của Tổ chức Công đoàn, năm nay lượng công nhân lao động quay trở lại làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đạt khoảng 98%. Số còn lại chưa trở lại làm việc là do công việc tăng cường phải làm đến sát Tết nên được nghỉ bù. Nhưng mà những cái lúc khó khăn này mà chia sẻ với người lao động thì người lao động người ta càng gắn bó và thấy được cái rất là ấm lòng trong cái bối cảnh khó khăn như vậy. Và thực tế, lâu nay những cái doanh nghiệp nào mà cái áp dụng cái tiền thưởng không tốt ấy, thì thường ra Tết là người lao động người ta không quay trở lại làm việc. Và lúc đó thì cái khó khăn lại chuyển sang cho người sử dụng lao động. Công nhân lao động trở lại làm việc với tỷ lệ cao là kết quả từ các chính sách về lương thưởng và chăm sóc cho người lao động mà các doanh nghiệp đã áp dụng trước đó. Điều này giúp doanh nghiệp khắc phục tình trạng công nhân nhảy việc, bỏ việc, duy trì sản xuất ổn định ngay từ đầu năm.